Hello anh em, lại là quốc mà anh Tăng nữa này các bạn. Thì Phúc đều ta nó đi rồi các bạn. Thì giờ mình không có ý tưởng gì, mẹ bây giờ là cũng có một Phúc để chơi. Thấy không? Thì còn mẹ nó kêu nó hết rồi đúng không? Mẹ nó kêu nó hết rồi. Thì thấy thằng đào vậy cho nó không có đào như trong clip nha các bạn. Anh đào hơn không ạ? Mẹ nào trôi phé vòng cầu rồi kìa. Mẹ mày vợ mày đúng á. Thử là trôi này vòng cầu chứ không bắt rồi. Thôi dễ nào kêu vợ mà vô lại tao rình rồi. Quên. Mày cảnh quát sao nha. Thì giờ dài này giờ thằng Phúc nó đi rồi, mày có ý tưởng gì không mày? Tưởng chi? Tưởng chi? Mày giờ là Phúc trôi cũng được. Giờ rừng mày nó mày muốn cho ai? Nó đi ăn vỗ nữa. Giờ còn mình cậu bảy giờ mày có ý tưởng gì cho cậu bảy mày? Thấy giờ em nghĩ gì mà phải có tiền hay em mới nghĩ ra ý tưởng nhận quá. Mấy mẹ mày sao mà giống thằng Phúc? Sao thằng Phúc nó không vậy? Thằng Phúc nó thông minh không mày? Mày ngu như con bò. Dạ đi cái nó đâu có. Lỡ thôi, mọi người nghĩ đi. Rồi tao chứ tao cho tao đưa mày 20. Mày ngu quẩn có tiền. Đây có đây đưa 20. 20 anh to quá. Như cái bánh xe bò. Bê chục được không? Không. Thôi cho tao nợ 20 rồi không ai tao đưa. Ý tưởng em là phải đụng một triệu. Ý tưởng làm gì? Em tưởng em chợ lớn lắm, anh có đầu tư nào không? Nên nữ gì? Mới tôi đang nữ mà đập hết xe trứng ông để ghi ảnh dám không? Ông chiều này ông đầu ban trứng đầu đập. Ông có nên sao đập? Nên giải giờ tôi kêu ông lên này mà tao không có ý tưởng gì nữa cơ mày. Ý tưởng nữ mày, nên nữ mày hả? Đồ chợ lớn rồi đó. Sao? Anh thờ luôn cái chỗ mà đâm tách người ta kèn chóng người ta xuống nhà luôn. Cái mắm cờ cũng đổ đâm nghiêng nghiêng ý. Điên hay sao mày? Chào chạy anh dám không? Vậy sao ông bướm mày vậy mà ông nói vậy? Lúc đám chết bà nội tao tôi khiêng ông tôi bỏ nghi chủ cái hôm nãy. Chuyện không bảo là đem với bà nội anh ấy. Vậy đó anh tính vậy anh nói đùm ở đây ở đâu rồi vậy? Như hồng khiêng nghĩ một chiếc vậy nhá. Đụng mấy cái đó vui hả nha? Vui hả? Anh em bên cạnh đụng bà anh em bên cạnh đụng y mới đụng mới thấy mất hồn. Mà nó cuốn mấy mực. Dạ sao cái gì? Anh đụng mấy đường vô đường vô. Đừng vô kìa, đụng máy kêu đừng nghĩ tưởng đụng máy kêu. Lần mấy mẹ mày tao thấy mày ngu ngu như mày là đủ mày chết sống nữa thôi đỡ ông đại nghĩ tưởng mày nhớ chứ mày em có tiền em có đi ăn nữa đó em đầu tính nợ 20 rồi mày cho nợ tưởng mấy cái người anh tưởng 20 á mấy bây giờ ông lý đồ ok tưởng cười như vậy em có tưởng phải hay là giờ làm con ghẹm gì tụi anh em mua con ghẹm gì nhẹ mày nói gì nhiều quá cái nhà mấy á này giờ ông đặt cục gạch đây bớ anh cho em 20 mấy mẹ mày tưởng tưởng anh quá tưởng lý tại thế này tưởng này anh có tưởng làm tiền mua trứng không? Có tiền mua trứng thì mày nói rồi đầu được rồi tao đầu tư chứ mấy giờ dài clip phải đầu tư chứ em phải nghĩ ra cái đó nè sao trời ông muốn 7.000 bữa đúng rồi mấy tao đang có đầu ông mất vậy chứ mấy em mất vậy mày nó như vậy mà ông kêu bằng thằng ông kêu thằng bình ông kêu thằng bình thằng luôn anh sao mất vậy chưa em ông kêu thằng bình bằng thằng luôn mày ai ngờ ông mất vậy nè ông mất vậy nè chưa cho ông kêu thằng người ta kêu thằng nhớ ông lớn tao 2 tuổi mày kêu đóng người thôi lỡ thôi ông Mỹ anh thấy à? Thấy đâu? Sưng đeo cũng cùng. Em đấy. Đâu chụp hình nó giống à? Giờ sao rừng mày có ý tưởng gì không? Thì đấy đầm thời em đợi nó mới. Mẹ. Giờ đây nè, cái trứng này anh hiểu không? Giờ nhà em là sỉ liền. Nuôi gà vịt mà có trứng mà. Đúng rồi. Anh giờ anh bảo tiền này, anh lên nó mua trứng gà trứng vịt quá. Đúng rồi. Là sao nào? Bảo vô cái ổ nhà em. Ừ. Thấy chưa? Kỳ quá. Xong rồi á, đủ chút anh lừa ông đi làm trứng ấy, ông lừa làm trứng gà, đồ mấy mèo em cứu rồi. Mày thấy cái gì? Xe chở mày gà, mày lăn gà luôn, ăn luôn. Đúng rồi đừng. Đúng không? Thôi mày cảm ơn tao, tao hiểu không? Bây giờ dài này ủa mới tao chạy lên mua, mà trứng gà nhà mày đâu? Trứng gà mày không gà. Đúng chơi vậy mày, đụng mấy bữa tao lấy cái đầu. Mày ý tưởng cho ông rồi, ông quýnh tôi. Anh cho anh coi thử cá trứng nào. Mày chị chưa mày? Cái này quá, đây 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 quá. Trột phúng, đây cứ kìa. Đồ mấy cái trứng đâu? Cái đồ mẹ trứng nó cũng đĩa của bác. Mấy mẹ mày đưa đây chứ. Đây đây hỏi này quá. Thôi anh kìa thôi. Anh bác luôn con gà quá. Giờ anh nó muốn đĩa lúc nào đĩa hay sao vậy quá? Bây giờ anh nó muốn đĩa lúc nào đĩa hay sao? Điên đi. Cái lúc nào đâu phải lúc nào trứng nó kìa nó không đĩa đi. Cái lúc nào mà anh quất lý anh vợ anh mới đĩa cho. Đây chi kìa. Mẹ mày nói đụng mấy con khùng mà theo ai mày. Mẹ mày chạy sinh con đuối giùm mẹ. Có tan luôn rồi được. Mấy trứng đâu hết rồi. Bây giờ đi hỏi chị cưới. Nếu nó đâu, nay nó đâu, nó trẻ đâu. Mày thôi lẹ đỡ gài ông làm gì vậy, khôi tốn tiền rồi. Cái đồ mày giải mà kêu 20 chừng nào được không?
thì không kẹt mày được. Dạ thôi, đó là mua trứng. Sao giờ sao là mua trứng rồi sao nữa? Là bỏ vô cái chuồng gà em đúng không? Mua bao nhiêu? Bao nhiêu trứng gà nó mất tiếng mày? 2 ngàn. Độc nghĩ. Mua trứng gì? Cái làm mà không có đầu tư, không có sự đầu tư thì nó bao nhiêu đầu. 10 trứng là 50 ngàn nè. 3 ngàn trứng gì nữa nè. Ừ. Trứng gà 3 ngàn, trứng vịt 3 ngàn. Mày tao có 20 cho mượn mày. Anh mua trứng gà hay trứng gì chuyện cũng được đó. Rồi sao nữa? Thì anh gì à? Bỏ vô ổ đúng không? À. Lúc đó anh sẽ bị gà xuống anh dụ lượm trứng gà nhà em. Đúng rồi. Đồ má bị gà em với sao đào cầm thành thành cầm cái hàng này. Cái má này. Đồ bị để chiếm gà này làm thịt gà nhổ lông luôn. Đồ mày cũng này cũng mày. Mày là chết là mà gà bị gà nướng nướng mướt này. Nướng lông quỳ. Bỏ vô luôn ấy, đốt cái luôn ấy, đổ. Mày ngu sao? Mày nấu tao mấy kìa sao mày? Mày 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 chứ làm sao? Mày mua không à? Ừ. Thôi đó là đi mua. Mày mày cho mượn 20 đây, tao còn 3 đồng à. Đúng rồi, đúng không? Đúng. 3 ngàn tấn cho mấy, đúng không? Mấy mẹ mày chơi, mẹ cho lớn mấy ông phát hiện, ông biết sao? Ông bác biết là sao? Lỡ mày vô nếu mà ổng biết á, ổng biết ổng đang quay phim, ổng đập mày quay luôn mày. Đập luôn, không phải đủ. Mấy mày điên này sao rồi? Mấy mày biết quá à? Ừ. Mày mà tao lấy chứ. Bọn táo này sao cứ ưa chồng biết rồi đâu mấy mày. Tao gấu một chút cho mày hứng mày. Đi mua đi, đi mua lẹ lên. Mày là tung tiền như mày, còn clip nào không? Ngay. Bây giờ đã biểu tao đi mua trứng rồi đâu, tốn 30 ngàn là thấy clip đây đó đầu tư thành công. Mày làm không? Đây. Mày đổ ổ ổ kìa. Xanh chỉ ổng cái ổ. Chứ mày đổ của mày mày cho rồi mày không đổ. Để tao đưa em đổ luôn anh mày. Đó, ổ nào đây? Ổ đây hả? Ừ. Ổ đó. Đừng có dơ đi. Mẹ mẹ mày không dỡ đây sao đổ mày ngu như con bò mày. Thì anh cỏ tay dùng. Sao giờ đổ vô dài đúng không? Nhẹ tao. Đâu? Ê xì. Mẹ. Từ từ nha. Chút nữa anh em vô. Đồ mày chửi ổng quýnh ổng thông nha. Đừng có đập trứng tay nha mày. Mẹ thì cái tướng đỡ đem về chút anh em về. Đồ cháy đồ nhiên à. Mẹ mày đầu tư biết bao nhiêu. Thả giống nha, thả giống nha. Đúng rồi, đại lại. Ủa cái nhưng mà đúng gì. Ê xì. Đâu kêu bà. Mẹ mày gì chim nhà nó có. Mày ngu như con bò đó. Đừng kêu đứng dịch chứ ông kêu đứng dịch. Lấy cùng liền tôi muốn nè mày. Mày ngu. Giờ tao đi cho mày gà xuống nha. Ăn mày gà. Giờ tao với rừng. Thì canh ổng xuống là bờ. Nó mẹ quen như nữa. Giờ chạy này. Mồi nè. Ông thấy thằng Khmer nó cho nó nhụm đều bảo ông tức không? Nhưng mà mẹ ông lớn không? Mày dũng dính chùm trong má tao. Nhưng chừng giờ này. Nó thấy ra tao cũng ưa mày đâu. Bây giờ nó nói gọi nói gì nói quen quen nó nọ mẹ mày kêu ba mày xuống. Cơ như thế này. Thế bây giờ nói cậu như này. Lẹ bây giờ này. Có nghĩa là ông thức sao mà dài thằng Phúc nó đi công việc rồi. Còn con với cậu bữa nay cho thằng Thiết bơi rồi. Cậu có nghĩ ý tưởng nào? Không mà có ý tưởng gì không? Chứ hầu giờ thằng Phúc nghĩ cho cậu không, cậu có ý tưởng gì nào? Nghe con là tự nhiên rồi. Mấy còn có cái ý tưởng này cậu thấy được nha. Hôm lúa nó chạy mẹ nó chạy qua đường mẹ. Hôm lúa nó nhẹ lắm. Bây giờ này cậu cũng bán trứng đúng không? Bây giờ lại vô lấy cái trứng dịch của nó. Cậu anh trộm trứng dịch nó anh em mình đổ chè trứng rồi cuốn bánh tráng màu nó ra. Cậu thấy ý tưởng nó được. Mày đó bụng không? Thôi. Đấy, đúng rồi. Tưởng ơi chơi đi, ơi chơi được. Ấy xì. Là dạy đi mua rau rồi chứ. Thiệt đúng. Đây. Đây chơi. Cậu bữa nay thấy thông minh được chứ. Thông minh này. Em mua. Ngoài tăng lương này. Rượu mua rượu bào đá về uống cho vui. Rượu bào đá thì vậy. Không. Con giờ con đi mua rượu. Thằng đường này bị đem. Còn cậu bị vô lấy trứng. Ơi chơi chồng. Đây thông minh nữa này, mà tôi đánh lương nè. Cái đây thông minh nữa này, mà tôi đánh lương nè. Cái lộn. Tôi lấy cái chậu lộn lộn. Sao tự nhiên sao nó quay vậy? Có nghĩa là quay trôi. Quay trôi nó. Quấn tao sao? Cậu mày mang đã chó đi trong phải người đâu. Cậu đừng tao nó biết chứ sao nó biết mà nó quấn. Hiểu không? Lỡ đâu nó quấn rồi anh Bình bạn tao anh có người gì mày. Đúng rồi anh Bình hả? Mày kêu chú Bình á, mấy mày về chữ nữa nha. Bữa bé kêu Bình Thành mà, Bình Bảo. Bữa đó kết hộ tao mày. Bữa hôm lấy cơm đậm đèo đấy. À. Coi thử. Ôi trời giờ nu một cái đầu. Đèo có u luôn. Mày có u luôn. Lấy nhàn xét tao ra mà đùa giỡn hay mày đang. Mày đang quan á, coi tao không giúp mà. Rồi, tao giờ cậu cứ vô lấy trứng. Rồi ra đổ chè ăn, con mua rượu về uống nó rồi chưa nắng đâu. Nắng quá mà. Rừng đi hái rau. Mày uống rượu làm mười chai quy nhơn uống mày. Mười chai quy nhơn con mua một ký luôn. Ở đâu? Đó được nè, mơ tiền ma tiền lương nè. Giờ có clip là mình để đầu tư cho lớn nha. Đúng không? À chứ không thông khán giả kêu nhạc lắm. À khán giả nhạc mình cũng đây tưởng đâu đi cậu. Đi. Cậu vô bị mới xe nữa đem vô. À đúng. Chút nữa con bị. Con chứ đừng la vô. Giờ vô trộm dây trứng à. Ê xì. Đi. Mời chào quá cậu. Chào tiếp.
không vô không bay cầm bay ấy vô đây thôi không nó để là nhiều lắm cái mẹ mày cái đây 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 mày tao sẽ làm món đồ mày trứng là người của tao mày ngu quá. Tao thấy đây cái này gọi là món vịt nướng. Nướng vịt nướng đậu hũ á, kêu lên là ngon lắm. Ngon không? Ờ nướng mỡ hành này rồi ái này kia rồi. Trùng ngon ấy. Bà ấy ngon lắm. Trứng vịt nướng đó rồi đem đập ra mà ngon thiệt, ngon thiệt, ngon thiệt. Ngon không ngon thiệt. Chết cô đĩ mẹ. Con thiệt, đồ ngon lắm mấy. Mày ngon lắm. Đúng rồi. Ông mày chép chiếc kìa nhà đó. Ông làm đi quá. Ông làm đi lại. Ông lấy chiếc kìa mà ông định nướng. Ông định nướng ông kêu mày rèn ra tiếp. Đồ mấy ông thấp chuyện cái tướng ngồi tiếc kìa mày lầm lặng gì. Lấy cây đập chiếc mày. Mấy đường đừng. Ra đâu. Chủ sao cái chủ mày giận mày sao mấy ông có tác dụng vậy trời. Đồ mày giận đi chứ đỡ nó chạy. Hư rồi thôi thôi quên đi mày. Điều sao mấy sập cái tụi bạn quá. Sập mày quên ngay. Quá. Chết rồi. Chậu đi mà đi chậu. Ông ơi, sao tự nhiên? Chỉ nó mày làm mày xô tao nhường cháu. Cái là vô chứ chứ mà nào. Mẹ giờ ông lấy. Cái sao? Đi nói đi ra làm vậy. Tôi nói chứ, không có nói chuyện đúng lòng không có nói. Không là đâu mới phải đập vô đây này. Chỉ tôi nói chứ. Mày làm vậy. Mày bày tao mày giờ. Mày mốt cái tao luôn này. Mày bày tao giờ đẻ xong bữa đầu cái mày. Mày nữa mày. Mày gì? Ai bày ông? Mày đang mày đang bày tao á. Mày sao muốn tôi không? Đó. Anh em mình đâu. Về đây. Tao. Mày đang mày mày lại gì quấn tao dữ vậy? Mày mày tay trước tôi quấn nó nha. Đưa cái mày trứng ngoài. Đừng trứng vô ông vô của bài. Mày mày điên sao vậy? Mẹ đi ở sao chứ dịch về ông đập với nhau. Mày của nó không sốt mấy bờ đưa mày qua. Mẹ nó còn rồi sao mày không đi rồi. Của nó không sốt mấy bờ. Đập với chỗ đập với đi. Đập với mày. Đập với ông đập với nhau. Đập với mày bình tĩnh đi thiếp. Không lo đâu. Mấy cậu lên được không? Ê cậu lo đâu. Còn trứng nè. Không còn trứng nè. Chán không? Đưa lấy cái trứng lại bỏ vô. Ê đi đi. Đồ ăn. Tao đập xuống hầm cứ kêu không? Mày nè. Ông đập nè. Ông ăn đòn nha. Bỏ ông ấy nha. Đầu trứng nhà nó. Không. Mẹ tụi ní nè. Không. Mày quen nghe. Bình tĩnh đi. Ở đây bình tĩnh đi. Có chuyện gì đây? Tôi chụp mày. Chứng dịch nè. Chứng mày không? Mày à, tiền tao mua mà tụi bay lại cho mày. Chết mày đâu. Rồi. Mấy em đầu chồng luôn. Trời đứa ơi. Thì cái này thằng chó. Cái đứa nghề của tôi khắc phẩm nhau. Tôi đâu có thơ khắc mướn đâu. Mấy mới gì thơ khắc mướn gì vậy? Mấy là tôi đâu có thơ khắc mướn đâu. Chơi của tôi đâu. Thế làm gì chết. Cầm gì anh mấy 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 ông bị nhập tâm á. Sao mày không sốt? Sao sốt đâu? Tấn là tấn ông mua bầu biển không sốt cái đâu bạn tấn nhà con đâu á? Thì ngu đồ ép trái. Rồi tôi nè. Ông vụ con đỡ mua trứng bỏ vô, đỡ con quýnh cậu á, cậu hiểu không? Ông là thằng ngư ông đắc lợi á. Mua nhiêu tiền? Ai ngờ đập mẹ. Mua nhiêu tiền? Mua nhiêu vậy? Mua mấy chục ngàn mày nên mày nói tao đi tôi. Cắt đó, cắt đó, cắt đó. Mua tôi mất chân đi quýnh đây. Mẹ mẹ nè. Mẹ mẹ mày bị tôi tao quýnh cậu rồi. Dạ ngu quá. Đủ người ta bỏ tiền để mua trứng đầu nó còn dụ người ta mày. Không, ông muốn em này. Chứ mấy gì tự nhiên mày biết ông quay nghe chứ nghe bỏ vậy. Biết gì ông thích ông quay nghe ông quay. Mấy gì mẹ mày bị cho tao đúng không? Không biết từ từ đó ra chỗ ông rồi hiểu. Tao anh ai xăm cho này ngu dữ vậy giải rút cuộc trò này. Mấy mày mới gì mà đem làm trứng đầu.
Đập em thấy ai? Dạ rốt cuộc thế còn quá. Mày đi không đập chân tao này đúng không? Mày trời sắc đúng không? Mày đi tao tiền mày cho tao đúng không? Cho mày cho ông đúng không? Anh thiết có nói với trước được cậu mấy đâu kia mà. Em nói. Thì ấy rốt cuộc trò này trò sao? Na nó mua chân đồ rồi đó, cho huynh ông mà rốt cuộc tự nhiên bây giờ đâu. Dạ, mới gì mà đập chân. Mày mới gì mà thằng đập chân. Dạ, mày cố tình đúng không? Ờ đúng không? Em đập cố tình. Vô. Nếu mà còn giúp cậu tao. Bây giờ mày cho tao. Cái đồ tao đúng không? Tao vô. Tao bị mất tiền mà. Ai biểu cho? Mẹ đi mẹ. Ông coi ngu à. Vậy bữa sau anh bao mua trứng vịt anh về làm ông thật ok ăn vịt anh mẹ nữa. Ông lấy đồ mẹ, đồ trẻ của mình đấy. Mẹ. Đỡ tiền nó rên. Làm ẩm thực thì ra không có tiền mà đủ lấy tiền đi chơi người ta xem chơi có gì mày đập mới cậu mày không đập rồi giờ mày đập nãy giờ tao mày không đập mà sao anh chen hay vậy tao cũng biết ai con ai luôn nãy giờ tao mệt quá tao nhức đầu ngu để cho mày chơi người ta đi khác không đủ cá ai mà đi mình đi chơi người ta mình khác không vậy mày lên về mình đi chơi người ta mà mình đi khác mày đi làm sao quá tự làm sao dám tắt mới sao mày cứ bờ cứ kêu đầu chính đầy á không đi không đi đừng ngại ngùng chơi bị mất tiền nữa chứ không đi đừng ngại ngu vô thành ngu cái thành ngu vậy thôi ngu đâu mà đến chơi ông muốn đâu rồi đâu cùi giờ đâu muốn tôi đâu mày bèo tiền mua trứng bè trong kè đó mày nó đi ngu vậy cho này thì quần nó đâu cố tình đập á quần nó cố tình nó đập này tôi biết nó chơi tôi này chắc nhỉ ngu mà chắc mẹ luôn rồi chưa chắc nhỉ mấy đứa cục trò này thì tao điếc yêu luôn á mấy mặt dữ vậy thầy có ăn chân mày thấy không? Mày thấy một ý tưởng ở chùa mày bây giờ mất tiền vật chất rồi mày đâu quýt nữa đâu quýt chân cùng đâu ý tưởng của ta ý tưởng của thiết kia ta cho tiền đó nó gửi đi rồi bây giờ ta đi mua trứng rồi về đó thằng chó đó nó đập luôn nó đập rồi quá sao không ông hỏi ý tưởng tôi ông đi nghĩ địch mà đi bày ý tưởng địch mày ngu quá không đi te chứ mày ý tưởng gì không để từ từ đâm nghĩ cái tưởng máu này cái mày mày bây giờ nghĩ nữa đâm bây giờ biết nào cơ cái đẹp quá What?